Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Bây giờ các bạn chú ý chị 9 câu thơ đầu, lý giải cội nguồn của đất nước. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi, đất nước có trong những cái ngày xưa, ngày xưa mẹ thường hay kể, đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc, tóc mẹ thì bới sau đầu, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn, cái kèo cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai sương say giá dần sàng, đất nước có từ ngày đó. Và các em ơi, có khi nào trong suốt cái quá trình mà các em học tập và lớn khôn, các em đã bao giờ tự hỏi chính mình đất nước là gì chưa? Đất nước có từ đâu? Đất nước có từ khi nào? Và đất nước ở đâu? Ở ngay trong trái tim em, ở ngay trong máu thịt của em. Và khi em sinh ra, em đã thấy đất nước, em đã thấy con người, em thấy cha, thấy mẹ, thấy đồng bào mình thương mến quá, đúng không? Nhưng có bao giờ em tự hỏi đất nước là gì chưa? Và có lẽ khi chúng ta học bài thơ thần được gọi là truyền tai là của Lý Thường Kiệt, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy đất nước đó là ở sách trời, đất nước là do vua ở, được định đoạt là như vậy. Có bao giờ các bạn nhớ đến cái điều ấy không ạ? Còn khi các bạn học Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc đấy ạ, thì dường như chúng ta lại biết đến đất nước, đó là phong tục tập quán, đó là địa lý, rồi đó còn là nền văn hiến lâu đời được xưng qua các triều đại khác nhau, đúng không ạ? Đó, có khi nào mà các bạn học các bạn tự đặt ra cho chính mình câu hỏi đất nước là gì, ở đâu, khi nào có không? Mà khi các em sinh ra, khi em cất tiếng khóc chào đời, các em đã được đón nhận điều ấy. Và thực sự, cái điều mà chị muốn nhấn mạnh với các em ngày hôm nay, đó là sự may mắn của chúng ta khi chúng ta sinh ra trong thời bình. Chúng ta không phải hứng chịu những nỗi đau mà chiến tranh gây ra. Và có lẽ đấy là cái điều may mắn. Và để rồi bây giờ chúng ta quay trở về với đất nước, với những gì mà cha ông ta đã trải qua đau thương tươi thắm vô ngần, để rồi có chúng ta ngày hôm nay, chúng ta được thừa hưởng tất cả những cái điều ấy. Và có khi nào các em đặt ra không ạ? Và nếu như các em đã đặt ra thì dường như nó còn là một dấu hỏi mơ hồ. Và để Nguyễn Khoa Điềm giúp chúng ta trả lời, đất nước có từ đâu, đất nước có từ khi nào, đấy là hai câu hỏi các bạn có thể đặt ra cho chính mình để tư duy về đất nước. Để rồi từ đó ta hiểu hơn về cội nguồn mà đất nước trong thơ của Nguyễn Khoa Điềm. Được chưa? Trước tiên các bạn chú ý chị, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm của chúng ta đã lý giải về cội nguồn của đất nước bằng cách liệt kê hàng loạt những cái hệ thống hình ảnh rất là gần gũi với đời sống sinh hoạt lao động của con người. Ý thứ nhất các bạn khẳng định giúp cho chị. Trước tiên thì Nguyễn Khoa Điềm của chúng ta đã liệt kê hàng loạt những hình ảnh quen thuộc về đất nước gắn với cuộc sống sinh hoạt lao động của nhân dân, được không ạ? Nào các bạn chú ý chị nhá, chúng mình có ý đầu tiên. Nguyễn Khoa Điềm đã liệt kê hàng loạt những hình ảnh, đúng không ạ, liên quan đến đất nước, và đó là những hình ảnh vô cùng quen thuộc, gần gũi, giản dị với cuộc sống, lao động của nhân dân, đó không ạ? Và đó là những hình ảnh như thế nào? Các bạn cùng với chị liệt kê nhé. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi, đất nước có trong cái ngày xưa, ngày xưa. Trước tiên, đất nước có trong cái ngày xưa, ngày xưa, được không ạ? Đất nước có trong cái ngày xưa, ngày xưa. Rồi đất nước có trong cái gì? Chúng mình cùng nhau liệt kê trong 9 câu thơ đầu này. Rồi đất nước có trong miếng trầu mà bà ăn, đúng không ạ? Miếng trầu bà ăn. Rồi đất nước có trong cây tre khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc, đúng không ạ? Có trong hình ảnh cây tre, những khóm tre, những bờ tre, và đặc biệt gắn với truyền thuyết thánh gióng, đúng không ạ? Rồi với những hình ảnh nào nữa ạ? Gừng cay muối mặn, đúng không ạ? Hình ảnh rất là quen thuộc trong những cái bữa cơm đời thường của nhân dân. Đó, gừng cay muối mặn. Rồi chúng mình có hình ảnh ngôi nhà thân thuộc, cái kèo, cái
cột, đúng không ạ? Với ngôi nhà, với cái kèo, cái cột. Bây giờ toàn nhà mái bằng rồi thì làm sao biết cái kèo, cái cột của cha ông ta ngày xưa là như thế nào, đúng không? Có hình dung ra cái ngôi nhà 3-4 gian được làm bằng, được lợp bằng mái ngói, rồi có những cái thanh kèo bắt vào với nhau đều làm bằng gỗ, bằng tre đấy ạ. Thì các bạn chú ý cho chị là như vậy. Và tất cả những cái hình ảnh mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm liệt kê cho chúng ta ở đây về đất nước, đó đều là những hình ảnh gần gũi, giản dị với cuộc sống của người dân, đúng không ạ? Và tất cả những cái điều ấy đã làm nên cái giá trị vật chất và tinh thần, đúng không ạ? Làm nên diện mạo của đất nước. Đó. Những cái hình ảnh vốn rất là gần gũi, rất là giản dị đối với cuộc sống của nhân dân, đó đã làm nên diện mạo của đất nước. Làm nên diện mạo của đất nước. Chỗ này chị xin lỗi các bạn nhé, đất nước chúng mình viết hoa và các bạn có thể viết tắt cho nhanh nhé. Hình ảnh quen thuộc, bình dị của cuộc sống lao động nhân dân đã làm nên diện mạo của đất nước, được không ạ? Đó là về mặt vật chất. Đó, ngôi nhà này, đó, với cái kèo, cái cột này, rồi cách đặt tên con cái này, rồi chúng ta còn thấy câu chuyện ngày xưa bà thường hay kể. Tất cả những cái điều đấy, đó lại là những cái giá trị tinh thần, đúng không ạ? Và cái điều này nó làm nên diện mạo của đất nước. Một đất nước gần gũi, bình dị với cuộc sống của nhân dân. Đó, thì các em lưu ý với chị là như vậy nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào từng hình ảnh một để các bạn sẽ thấy rõ hơn bình dị ở đâu, giản dị ở đâu, gần gũi như thế nào. Trước tiên các bạn chú ý với chị cái hình ảnh ngày xưa mẹ thường hay kể. Có quen không ạ? Các bạn khi còn nằm trong nôi thì chúng ta đã nghe những câu ca, đúng không ạ? Những bài du, những lời du, những cái tiếng hát rất là ân tình, rất là ngọt ngào. Và đặc biệt những cái câu chuyện truyền thuyết cổ tích ngày xưa về tấm cám, về thánh gióng, về cô bé nọ lem, về chàng trai phù độc, vân vân. Chúng ta đã từng nghe, có lẽ khi bây giờ nhắc đến truyền thuyết và cổ tích thì chắc chắn là trong trí nhớ của các em sẽ còn nhớ đến những cái nhân vật, những cái hình ảnh vô cùng quen thuộc, đúng không ạ? Thế thì cái ngày xưa ở đây chính là cái lời mở đầu cho bất kể câu chuyện cổ tích nào. Và đó là một cái nét sống, là một cái nét sống, là một cái nét sinh hoạt rất là quen thuộc của người dân, đúng không ạ? Của nhân dân lao động, sinh con ra rồi nuôi chúng khôn lớn, và chúng lớn lên không chỉ bởi bằng dòng sữa mẹ mà còn là cái đời sống tinh thần này. Và đời sống tinh thần được ông bà cha mẹ gửi gắm qua những câu chuyện ngày xưa. Qua những câu chuyện ngày xưa. Ở đây thì chị sẽ phân tích kỹ hơn với các bạn về những hình ảnh mà chúng mình vừa mới liệt kê ở phía trên, được không nào? Thế thì hình ảnh ngày xưa ở đây, đó chính là câu nói mở đầu cho những câu chuyện cổ tích, đúng không ạ? Cho những câu chuyện cổ tích mà bà, mà mẹ kể cho những đứa con nghe. Và chính vì lẽ đó, chúng ta có thể thấy rằng từ đời này sang đời sau nữa, tổ tiên, ông bà lại truyền lại cho con cháu. Rồi mai này con cháu lại cũng sẽ trở thành cha mẹ và ông bà lại truyền cho thế hệ mai sau. Và có lẽ đến thời đại của chị em chúng mình, bảo rằng có du con không, có kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích hay không, thì có lẽ cũng sẽ có. Nhưng chúng ta cũng đã có những cái thiết bị công nghệ để hỗ trợ rằng là chúng ta mở YouTube, chúng ta có thể lên trên Facebook và lên YouTube các bạn cũng sẽ thấy những cái chương trình của thiếu nhi ấy, thì thường là sẽ được nuôi dưỡng bằng những câu chuyện cổ tích, bằng những câu chuyện thần thoại. Nó sẽ nuôi dưỡng cái trí tưởng tượng, rồi cái nuôi dưỡng cho cái tâm hồn phong phú ấy. Và cái điều này có lẽ là các bạn cũng đã gặp với nhà thơ Tố Hữu, sinh ra trong một cái gia đình có cái tình yêu mãnh liệt với văn học dân gian. Đó, rồi quê hương là cái nôi của những câu hò mái nhì mái đẩy đấy ạ. Nó đã nuôi dưỡng tâm hồn của nhà thơ Tố Hữu, đúng không ạ? Rất trữ tình, rất lãng mạn. Và có lẽ cái điều ấy nó rất 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 là cần đối với mỗi chúng ta. Bởi vì chị thấy bây giờ đời sống tinh thần của chúng ta khá là nghèo nàn và khô cạn. Chúng ta thấy chúng mình vật chất quá. Thế nhưng mà chị hy vọng là các em có thể bồi đắp, bồi dưỡng mỗi ngày để cho cái đời sống tinh thần của chúng ta thêm phong phú, để chúng ta biết yêu, biết thương, biết san sẻ, biết thông cảm, biết bao dung, đúng không ạ? Thay vì những cái ích kỷ của cá nhân. Thì các bạn lưu ý chị là như vậy. Ngày xưa là lời mở đầu của những câu chuyện cổ tích. Đó.
đó là cái nét sinh hoạt rất là quen thuộc, nét sinh hoạt quen thuộc của người dân lao động, đúng chưa ạ? Rồi tiếp theo hình ảnh gì ạ? Hình ảnh miếng trầu, ôi thật là quen thuộc đúng không ạ? Bây giờ thì các bạn thấy xa lạ thôi, nhưng mà miếng trầu nó đã gói ghém cả 4.000 năm lịch sử của dân tộc ta. Các em ơi, một miếng trầu nhỏ xíu như này thôi, nhưng mà nó gói ghém cả lịch sử văn hóa của 4.000 năm. Tại sao chị nói như vậy? Bởi vì nó luôn hiện hữu trong đời sống sinh hoạt của người dân, của nhân dân lao động. Nó luôn hiện hữu trong đời sống, nó luôn hiện hữu trong đời sống của nhân dân lao động, được không ạ? Và đặc biệt nó còn chính là cái thuần phong mỹ tục. Nó đã trở thành cái thuần phong mỹ tục. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì cái thế hệ của ông bà ta thì có cái thói quen, có cái phong tục đó là nhuộm răng đen. Và nếu như răng không đen là không có đẹp, răng phải đen thì mới là đẹp, là tiêu chuẩn của cái đẹp. Răng anh mà không đen ý, thì anh không phải là người đẹp. Thế nên nó đã trở thành cái nét thuần phong mỹ tục của con người Việt Nam qua suốt 4.000 năm lịch sử. Nó còn là thuần phong mỹ tục. Rồi nó còn là cái gì nữa ạ? Nó còn đại diện cho tình yêu đôi lứa, hay cũng chính là hình ảnh biểu trưng cho tình yêu của đôi lứa. Miếng trầu là đầu câu chuyện, miếng trầu nên duyên nhà người. Và có lẽ cái điều này nó vẫn đang được tiếp nối và chảy trong cái đời sống hiện thực của chúng ta. Các bạn biết là khi mà nhà trai mà muốn sang thưa chuyện với nhà gái để hỏi cưới cô gái ấy về làm vợ thì chắc chắn thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu trầu và cau. Thế nên chúng ta mới có cái câu ca miếng trầu là đầu câu chuyện là như thế. Nó sẽ bắt đầu cho mọi câu chuyện tốt đẹp của đôi lứa yêu đương. Đó, thì các bạn chú ý với chị là như vậy. Và đặc biệt miếng trầu nó còn tượng trưng cho cái nếp sống thủy chung son sắt. Các bạn đã từng nghe câu chuyện cổ tích trầu cau chưa ạ? Đó nhá, thì các bạn lưu ý chị là như vậy. Rồi các bạn còn thấy nữa rằng là trong những cái dịp lễ Tết, hoặc là trong những cái ngày rất là quan trọng mà chúng ta tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên á, thì chắc chắn trên ban thờ của nhà chúng mình luôn luôn có miếng cau, quả cau, lá trầu và chén nước, chén rượu, đúng không ạ? Đó, nó đã đi vào trong đời sống sinh hoạt là như thế đấy ạ. Nó đã trở thành nét thuần phong mỹ tục, là biểu tượng của tình yêu đôi lứa đó, đó là như vậy. Thì các bạn lưu ý với chị, đó chính là hình ảnh miếng trầu nhá. Nó giản dị, nó gần gũi, nó quen thuộc với đời sống của nhân dân là vì như vậy. Nó đi vào trong chính cuộc sống hàng ngày của 4.000 năm lịch sử, và bây giờ nó vẫn tiếp nối trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, được không nào? Rồi các bạn tiếp tục chú ý với chị, đó là hình ảnh cây tre. Và cây tre thì thường gắn liền với không gian của làng quê, đúng không ạ? Gắn với không gian của làng quê. Và đặc biệt còn gắn với truyền thuyết thánh gióng dựng, đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy truyền thuyết thánh gióng là nhổ cái bụi tre để đánh tan giặc Ân, đúng chưa ạ? Gắn với không gian của làng quê này, rồi còn gắn với truyền thuyết thánh gióng. Và các bạn có thể suy luận ra cái biểu tượng là tre giữ làng, giữ nước, đúng không ạ? Giữ mái nhà tranh đấy ạ. Đó, tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh. Đó, và đặc biệt khi chúng ta nhắc đến cây tre, nó còn chính là nguyên vật liệu để ông bà chúng ta xây nhà, dựng căn nhà, căn cửa đó. Và đó, chính vì như vậy, những cái hình ảnh cây tre, miếng trầu ngày xưa nó gắn liền với cuộc sống bình dị, giản dị của nhân dân là vì như vậy. Rồi tóc mẹ thì bới sau đầu, đó chính là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, một nét đẹp rất riêng, rất truyền thống, đúng không ạ? Rồi hình ảnh gừng cay muối mặn, đúng không? Hình ảnh gừng cay muối mặn. Và các em ơi, đây là hai cái gia vị không thể nào mà thiếu trong bữa cơm của người Việt. Thiếu gì thì thiếu, nhưng mà thiếu muối thì không thể ăn được. Đó, nó lại gần gũi trong cái cuộc sống, trong cái bữa cơm đời thường là vì như thế. Đúng chưa ạ? Đó, và đặc biệt nó còn là vị thuốc của dân gian. Đó, là gia vị của cuộc sống, là vị thuốc của dân gian.
vị thuốc của dân gian. Các em ơi, nhớ chị là như vậy nhá. Rồi thông qua hình ảnh gừng cay mùi mặn này thì ta còn thấy cái tình nghĩa vợ chồng thủy chung son sắt, trước sau như một như nhất, đúng không ạ? Gừng cay mùi mặn xin đừng quên nhau, đó là tình cảm, đó là nghĩa vợ tình chồng, đúng chưa ạ? Nghĩa vợ tình chồng. Thì các bạn lưu ý chị là như vậy. Cái kèo, cái cột thì đó là những cái hình ảnh để làm nên mái nhà, làm nên căn cửa, để gây dựng tổ ấm, đúng không ạ? Cái kèo, cái cột đó chính là những cái hình ảnh để làm nên mái nhà, xây dựng căn nhà căn cửa, và đồng thời nó cũng xây dựng mái ấm gia đình. Thì các bạn lưu ý cho chị những cái hình ảnh mà chúng mình vừa liệt kê ra, và chị đố các bạn biết trong 9 câu thơ đầu này chị còn thiếu hình ảnh nào chưa liệt kê ra nữa. Đố các bạn biết. Tổng ôn này, hỏi này, trong này chị còn chưa liệt kê ra những hình ảnh nào gần gũi bình dị với cuộc sống của người dân, của cuộc sống của nhân dân lao động. Chị còn thiếu hình ảnh nào ạ? Các bạn có thể cho chị biết được không ạ? Chị còn thiếu hình ảnh nào mà chị chưa chỉ ra trong 9 câu thơ đầu này? Nào, chị đố các bạn, nếu như bạn nào mà xác định đúng, các bạn mà chỉ ra cái hình ảnh mà chị chưa liệt kê cho các em ở đây ấy, thì chị tin chắc cái phần này các bạn đã nắm chắc phần kiến thức rồi đấy. Các em ơi, còn hình ảnh nào nữa không ạ? Hình ảnh nào ạ? À, cây lúa, hạt gạo. Rồi, chính xác. Cảm ơn các em. Đó là hình ảnh hạt gạo phải một nắng hai sương xay giã dần sàng, đúng không ạ? Hạt gạo phải một nắng hai sương xay giã dần sàng. Và chính cái hình ảnh hạt gạo này, các em ơi, đó là hình ảnh như thế nào ạ? Đó chính là cái nguyên liệu để nuôi sống con người, để tạo thịt cho chúng ta, đúng không ạ? Tạo ra da thịt của chúng ta, nuôi sống chúng ta. Và đồng thời hạt gạo nó cũng thể hiện cho cái đời sống văn minh. Đó, hạt gạo nuôi sống con người, đúng không ạ? Nuôi sống con người. Rồi hạt gạo muốn nuôi sống con người phải trải qua xay giã dần sàng, thì đó chính là sự kết tinh của biết bao vất vả và đắng cay, đúng không ạ? Là kết tinh của bao nhiêu vất vả và đắng cay của cuộc sống lao động đó. Và các bạn ơi, đặt trong cái bối cảnh của nước chúng ta, đến 90% là nông dân, đúng không ạ? Chúng ta gắn liền với bờ tre ruộng lúa. Chúng ta lớn lên từ đó, chúng ta sinh ra từ đó, chúng ta lớn lên bởi những cái hạt lúa trắng ngần là vì như vậy. Thế nên chúng ta có thể thấy hạt lúa này, cái kèo, cái cột, những cây muối mặn, cây tre, miếng trầu ngày xưa và cái hình ảnh tóc mẹ bưởi sau đầu chị có nhắc thôi đấy. Mà ở đây thì chị chưa có nốt ra đây cho các bạn đấy nha. Các bạn chú ý chị cái hình ảnh tóc mẹ thì búi sau đầu này. Đó, là thể hiện cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam rất là riêng, đó là vẻ đẹp nhân hậu, thủy chung son sắt, đúng không nào? Và tất cả những cái điều này đã chứng minh cho diện mạo của đất nước với vật chất, với tinh thần, và tất cả những cái điều này nó rất là gần gũi, rất là giản dị, và nó ngay trong cuộc sống hàng ngày, ngay trong cuộc sống đời thường của nhân dân lao động, đúng ạ. Ở đây thì các bạn bắt đầu có thể rút ra cho chị một cái nhận xét sau khi mà chúng ta liệt kê ra những cái hình ảnh gắn liền với đất nước, đúng ạ, là những hình ảnh giản dị, gần gũi, gắn liền với cuộc sống của nhân dân. Tại sao gắn liền với cuộc sống của nhân dân? Chị đã phân tích qua từng hình ảnh: miếng trầu, cây tre, tóc mẹ búi sau đầu, gừng cay muối mặn, cái kèo, cái cột, hạt gạo phải xay giã dần sàng. Và đây chúng ta có thể cùng nhau rút ra chị cái nhận xét: tất cả đã làm nên một bức tranh đời sống và diện mạo văn hóa tinh thần của cả cộng đồng, đúng không ạ? Tất cả đã làm nên cái bức tranh đời sống của con người Việt Nam, đúng không ạ? Làm nên bức tranh đời sống của con người Việt Nam, rồi làm nên cái diện mạo về văn hóa tinh thần của con người Việt Nam, của cả cộng đồng,
được chưa? Và đặc biệt tai môi, các bạn chú ý với chị, trong cái cách mà Nguyễn Khoa Điềm lý giải về cội nguồn của đất nước, nó gắn với những cái hình ảnh gần gũi bình dị, và những cái hình ảnh gần gũi bình dị này đã cùng với chị chứng minh, đúng không ạ? Chúng ta liệt kê, chúng ta phân tích rồi. Và đặc biệt các em chú ý với chị cái gạch đầu dòng thứ hai, các bạn sẽ thấy cái hệ thống hình ảnh mà chúng mình vừa mới liệt kê ra, với miếng trầu, với cây tre, đúng không ạ, với ngày xưa ngày xưa, với cái kèo cái cột, nó có cái sự hô ứng, đúng không ạ? Nó có sự hô ứng về mặt từ ngữ, tức là nó có sự tương trợ và hỗ trợ lẫn nhau đó, để giúp cho chúng ta có cái nhận thức đầy đủ nhất về cội nguồn của đất nước đó. Các bạn chú ý cho chị, đó là hệ thống hình ảnh và sự hô ứng của từ ngữ, và sự hô ứng của từ ngữ. Đã giúp chúng ta lý giải được cội nguồn của đất nước một cách trọn vẹn và đầy đủ. Cội nguồn của đất nước một cách sâu sắc, đầy đủ, trọn vẹn. Và cái sự đầy đủ trọn vẹn này, nó được thể hiện qua sự hô ứng về mặt từ ngữ như thế nào? Các bạn chú ý cho chị, ngày xưa ngày xưa mẹ thường hay kể, đúng không ạ? Đó chính là sự hô ứng của ngày xưa là của quá khứ. Và bây giờ miếng trầu bà ăn. Đó, các bạn chú ý cho chị này. Các bạn chú ý cho chị cái từ ngữ mang tính chất hô ứng này. Đất nước có trong những cái ngày xưa là của quá khứ, đúng không ạ? Rồi đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Chúng ta thấy có cái sự hô ứng của quá khứ, đúng không ạ? Của quá khứ trong cái từ ngày xưa, rồi bây giờ trong miếng trầu bà ăn, thì đó chính là sự hô ứng của quá khứ và hiện tại, đúng không ạ? Và quá khứ là những cái ngày xưa là những cái ngày xa xôi. Còn bây giờ là hiện tại, đúng không ạ? Là trong cuộc sống đời thường hàng ngày của người dân lao động. Đó, thì các em lưu ý cho chị là như vậy. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng đất nước thông qua cái sự hô ứng về mặt từ ngữ như thế này, thì chúng ta sẽ có cái sự cảm nhận sâu xa về cả quá khứ rồi đến hiện tại. Và nó trong cái một cái dòng chảy biến thiên đầy những cái thăng trầm biến cố của lịch sử. Và chính cái sự thăng trầm biến cố của lịch sử trải qua từ quá khứ đến bây giờ như thế. Từ cái ngày xưa trong từng câu ca, trong từng khúc hát mà mẹ ru mẹ kể cho con có biết bao nhiêu thế hệ. Và rồi đến bây giờ là trong miếng trầu của bà ăn, là của cái thế hệ hôm nay, đúng không ạ? Của hôm nay, của bây giờ, thì chúng ta có thể thấy rằng đất nước đã được nhìn nhận, đúng không ạ? Và được lý giải trong cái chiều dài của dòng chảy lịch sử với những biến thiên thăng trầm, đúng không ạ? Lý giải cội nguồn của đất nước với dòng chảy lịch sử của quá khứ, của bây giờ, đúng không ạ? Dòng chảy lịch sử với những thăng trầm và biến thiên, và đặc biệt quan trọng hơn cả là gắn với những điều giản đơn bình dị nhất của cuộc sống nhân dân, gắn liền với cuộc sống bình dị của nhân dân. Đó, thì các em chú ý cho chị là như vậy nhá, được không ạ? Và đặc biệt các em ơi, chúng ta lại chú ý cho chị thêm cho chị một cái dấu cộng nữa. Nó không chỉ là cái sự hô ứng của quá khứ và hiện tại, mà cái từ ngữ mà Nguyễn Khoa Điềm sử dụng ở đây, đó chính là khi ta lớn lên đất nước đã có rồi, chú ý cho chị từ có, rồi tiếp tục chú ý cho chị từ đất nước bắt đầu với miếng trầu bà ăn. Đó, có này, bắt đầu rồi đất nước lại lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc này. Chú ý chị từ có, chú ý chị từ bắt đầu và chú ý chị từ lớn lên, được không ạ? Và ở đây các em có thể thấy rằng có là sự tồn tại trước đó sẵn có, đúng không ạ? Còn bắt đầu đó là sự phát triển.
Đó, được không ạ? Là sự khởi đầu cho một quá trình rồi lớn lên gợi cho chúng ta cái sự trưởng thành, hoàn thiện và phát triển. Được chưa? Và chính vì điều ấy, các em ơi, đất nước không chỉ được nhìn nhận trong cái dòng chảy của lịch sử với những thăng trầm biến thiên của quá khứ, của bây giờ và đặc biệt gắn với những cái điều bình dị trong cuộc sống của người dân, mà đó còn là đất nước khi mà chúng ta sinh ra đã có sẵn rồi. Là những cái gì đã sẵn có mà cha ông để lại từ ngày khai thiên lập địa, từ thuở hồng hoang, từ thời Lạc Long Quân và Âu Cơ để lại cho chúng ta, đúng không ạ? Rồi đất nước còn bắt đầu với một cái khởi điểm để lớn lên, để sinh sôi, để nảy mầm, và để rồi đất nước lại lớn lên, trưởng thành và hoàn thiện, để rồi có đất nước của chúng ta ngày hôm nay, đúng không ạ? Thế nên các em ơi, chúng ta có thể thấy rằng thông qua cái sự hô ứng về mặt từ ngữ thì Nguyễn Khoa Điềm đã lý giải về cội nguồn đất nước một cách vô cùng sâu sắc. Đất nước không chỉ là một khái niệm trừu tượng nữa, mà nó là gì ạ? Mà đó là một sinh thể sống, có sự sinh ra, đúng không ạ? Rồi có sự phát triển, có sự trưởng thành trong suốt chiều dài và dòng chảy của lịch sử, đúng không ạ? Đất nước như một sinh thể sống, đó có cái sự bắt đầu, đó có sự bắt đầu, trước tiên là phải có trước đã, đúng không? Đấy, phải có trước đã, sau đó bắt đầu phát triển, sau đó lớn lên và trưởng thành. Nó cũng giống như cuộc sống của mỗi một con người chúng ta sinh ra có mặt ở trên mặt đất, trên trái đất này, rồi chúng ta bắt đầu lớn lên khi mà chúng ta cất tiếng khóc chào đời, rồi chúng ta bắt đầu trưởng thành qua từng năm tháng, chúng ta được nuôi dưỡng bởi bầu sữa mẹ, bởi hạt gạo trắng ngần, chúng ta được nuôi dưỡng cái thế giới tâm hồn qua câu ca dao, qua tiếng hát, qua những câu chuyện ngày xưa. Đấy là cái sự trưởng thành, đúng không ạ? Và đất nước cũng như vậy, nó không còn là một khái niệm trừu tượng xa xôi nữa, mà nó là một sinh thể sống có sự có mặt, tồn tại, bắt đầu trưởng thành, hoàn thiện, được chưa ạ? Là một sinh thể sống có quá trình phát triển, đó có quá trình phát triển, được chưa nào? Được chưa ạ? Thì các bạn chú ý cho chị là như vậy nhá. Thế nên ở đây các em ơi, khi mà chúng mình tìm hiểu 9 câu này á, thì các bạn chú ý cho chị, đối với Nguyễn Khoa Điềm thì đất nước có từ khi nào? Đất nước có từ ngày xưa, có từ rất lâu đời rồi, và để trong suốt chiều dài lịch sử với cái dòng chảy lịch sử của quá khứ đến hiện tại đến bây giờ, và chúng ta có đất nước như thế này, đó nó gắn với những cái hình ảnh rất là bình dị trong cuộc sống của người dân, của nhân dân lao động, với miếng trầu, với cái kèo, cái cột, với gừng cay muối mặn, với hạt gạo trắng ngần, được chưa ạ? Các bạn chú ý cho chị là như vậy. Và đặc biệt đất nước là một sinh thể sống có sự phát triển, đúng không ạ? Có sự trưởng thành, có sự bắt đầu, đúng không ạ? Và chính vì lẽ đó, đất nước ở đây của chúng ta đó là đất nước của con người lao động, của con người kháng chiến, đất nước được sinh ra, rồi đất nước được con người vun trồng để phát triển, rồi đất nước lại được con người bảo vệ qua từng năm tháng, qua những thăng trầm của lịch sử, được chưa nào? Rồi đất nước gắn với những cái hình ảnh bình dị và thân thuộc, thì các bạn chốt lại chị là như vậy nhá. Đất nước gắn hình ảnh bình dị quen thuộc trong đời sống của người dân, của nhân dân. Tức là khi mà chúng ta sinh ra, đất nước đã có như vậy rồi. Nó gắn với những cái điều bình dị, và dường như chính vì lẽ đó nên trong bất cứ chị hay các em, đôi khi chúng ta lãng quên đi đất nước có từ khi nào, đất nước có ở đâu, và nó có từ trong chính cuộc sống của chúng ta, gắn liền với những cái điều giản dị hàng ngày bình thường, tưởng chừng như như chẳng có gì. Đó là cuộc sống sinh hoạt của con người, với miếng trầu, với cây tre, với cái kèo, cái cột, với gừng cay muối mặn, với gia vị của cuộc sống, với tình yêu thương, với tất cả mọi thứ, với hạt gạo trắng ngần. Đó, thì các bạn chú ý chị, trước tiên là cái khẳng định đó. Và thêm vào đó nữa, các bạn chú ý chị, đồng thời, đất nước là một sinh thể sống. Mà đất nước chính là một sinh thể sống, có cái sự hình thành, phát triển và trưởng thành. Nó cũng chính là cái sự vận động và phát triển của đất nước chúng ta qua cái chiều dài của lịch sử, có cái sự hình thành phát triển, rồi chúng ta
bồi đắp, vun đắp để đất nước của chúng ta ngày một lớn mạnh hơn. Và đương nhiên là trong cái hành trình đó thì không thể nào bỏ qua được những cái tác động ngoại cảnh, những cái khó khăn, đó là những cái cuộc chiến đấu, những cái cuộc đấu tranh của giặc ngoại xâm tác động lên, đúng không ạ? Đó, thì các bạn chú ý chị, đất nước là một cái sinh thể sống có cái sự hình thành, phát triển và trưởng thành, được chưa? Thì các bạn chú ý chị là như vậy. Thế nên chúng ta có thể thấy rằng đất nước vừa thiêng liêng nhưng lại cũng vừa bình dị, vừa gần gũi, vừa bao bọc, vừa che chở, và đồng thời đất nước lại cũng được làm nên từ chính bàn tay của con người, từ trong cuộc sống lao động của con người, là vì như thế. Để chạm cái phần này thì các bạn đã nắm bắt được cái tinh thần như thế cho chị nhá. Các bạn nắm bắt được cội nguồn của đất nước chưa ạ? Các em ơi, các bạn đã nắm bắt được cội nguồn của đất nước chưa? Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.